Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm món cacao nóng, một món đồ uống rất là phổ biến ở tại các quán cà phê, nhưng không phải các quán cà phê nào cũng biết cách pha một ly cacao thơm ngon. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách pha một ly cacao hấp dẫn. Nguyên liệu để pha một ly cacao thì mình gồm có nguyên liệu không thể thiếu, đó chính là cacao nguyên chất. Tiếp theo đấy là sữa đặc, sữa tươi, rích và cà phê. Bước đầu tiên mình cần phải thực hiện đấy chính là làm chín cacao. Mình sẽ làm chín cacao với 20ml nước sôi. Cacao của mình sẽ là 8g. Mọi người làm chín bằng cách là mọi người đánh mạnh về bên thành cái cam. Cái bước làm chín cacao này rất là quan trọng, nên mọi người lưu ý khi mọi người làm cacao nóng hoặc là matcha nóng thì mọi người cần phải làm chín cacao lâu một chút, tránh trường hợp là cacao hoặc là matcha của mọi người bị quán cục, thì đến lúc uống thì nó sẽ tan cái hộp cacao vào trong miệng của khách hàng thì nó sẽ để lại cảm nhận không tốt. Rồi, sau khi mà cacao của mình đã được làm chín thì mình bắt đầu đong tất cả các nguyên liệu vào. Thứ nhất đấy là sữa đặc 30ml. Đường nước 20ml. Kem rích 20ml. Và cuối cùng là cốt cà phê 50ml. Sau đấy mọi người quấy đều thêm một lần nữa. Và mọi người sẽ dùng cái máy đánh bọt này. Mọi người đánh đều nó lên. Đánh cái máy đánh bọt này sẽ giúp cái khối lượng cacao của mình bông lên một chút, để có một cái lớp bọt tạo độ ngậy, độ béo cho cốc cacao nóng của mình. Thời gian đánh khối lượng cacao này là từ 2 đến 3 phút. Sau thời gian 2 đến 3 phút thì mọi người sẽ thu được cái khối lượng cacao nó đã có một lớp bọt khá là bông rồi. Thì mới đánh lên á thì nó sẽ có những cái bọt bong bóng to. Thì cách khắc phục của mình đối với cái bọt bong bóng này thì mọi người cần đập vào xuống bàn và lắc đều tầm 3-4 lần thì cái khối lượng cacao của mình sẽ sánh cùng vị. Sau đấy thì mình sẽ cho một lượng cacao vào cốc. Cốc đồ uống nóng thì mọi người nên sử dụng cốc có quai. Sau đấy thì mọi người sẽ rót thêm 150ml nước sôi vào trong cốc cacao. Và mọi người sẽ dùng cái thìa này, mọi người khuấy nhẹ ở trên bề mặt để cho cái bề mặt của mình được đều hơn. Và
cái màu mặt ca cao nó sẽ được đẹp hơn. Mình vừa hoàn thành xong món ca cao nóng, và món tiếp theo là món matcha nóng.